Thưa mình chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay mình cho anh em xem thử là thái lông của con nhện trống nhé. Con nhện trống này á là nó có một cái thói quen là nó giống như nó bị thiểu năng trí tuệ á. Đấy, nó cứ xoay à. Còn về cái đồ thái lông của con này á là nhãn hơn con mã nhiều. Con mã đằng kia. Đấy. Đấy. Con này giống như thiểu năng trí tuệ á. Nó cứ chấp chấp thế nào ấy. Nhưng mà được một cái nhé mà là nó sợ cái gì hết. Nó không sợ cái gì hết. Rồi là nó nhạt thôi. Nhưng mà việc sờ môi là nó không sợ. Đấy, có một cái đặc điểm mà mình thích tính của con này ấy, là nó không sợ. Gọi là nó không sợ bất kỳ con môi nào hết. Còn cái đồ thay lông của nó ấy, thì là em xem này, hai cái lông riêng ngoài là nó đang ra được khoảng 4 cm rồi. Nó lông đuôi của nó thì còn hai bên hai cái này thôi. Hai bên hai cái là 4 cái của nó là lông đuôi của nó hiện tại là ở đấy ra gần hết đấy. Còn hai bên hai cái nữa là thành còn 40 cái nữa, còn 4 lông nữa. Thì theo mình nghĩ là khi nào mà hai cái lông này khoảng một tuần nữa là hai cái lông hai bên nó ra đều ấy, thì sẽ rớt hai cái lông mè này. Còn lông lưng với lông ngực ấy thì đang gọi là đang ra dần đấy mà. Còn lông lưng cũng ra đều đấy. Nhạt lắm. Đang ở chế độ mát á, nó nhạt lắm. Mà cái con này là lông nó xấu lắm nè anh em này, lông cực xấu luôn. Mình mong là xong đây này, những cái lông nào mà nó ra mua hái á, thì nó đẹp hơn. Anh em xem này, cái lông này nhìn xấu, thằng em nối chặn thật nè. Đấy. À, cầm cảm giác thì cầm con ấn với cầm con si cá là khác nhau đấy mà. Cầm con ấn nó nàng lắm, còn cầm con si cá thì nó nhẹ đấy. Nhưng mà tốc độ của si cá thì nó nhanh hơn của ấn nhiều, tốc độ của si cá nhanh hơn của ấn nhiều. Nhưng đổi lại thì con ấn thì nó farm hơn, nó bắt được mồi to hơn đấy nó sờ đấy. Lông con này xấu lắm đấy. Lông cạn của nó thì nó ra không được nhiều phết đấy mà. Lông cạn của nó ra cũng được nhiều phết đấy. Theo mình được tính là tầm khoảng hai cái lông cạn của nó ra là tầm khoảng 70% rồi. Được khoảng 30% rồi. Là đủ đấy mà. Nói chung là con này tầm khoảng 1 tháng đến khoảng 2 tháng là xong. Còn con mãi kia lâu lắm. Con mãi kia thứ nhất là lúc mình cho ăn ấy, thì là con trống này nó ăn nhiều lắm, nó ăn farm lắm, thì nó có nhiều năng lượng, nó thay lông hơn. Còn con mãi á thì nó ăn ấy, nó ăn không được hảo, cho nên là cái thay lông của nó kém lắm. Nhưng mà được cái nó khỏe lắm nhé, hai con đều khỏe hết. Chỉ có là con này nó farm hơn này, con này nó farm hơn, cho nên là khả năng là mình sẽ con chim kiếm này nó sẽ thay lông nhanh hơn, và mình sẽ tập con này chỗ cái này nhé. Khả năng là con này sáng lông hơn là mình sẽ tập con này, và mình rất thích con này nhá. Nó farm, nếu mà nó bò được cái thỏ xịt cáng thì ok luôn. Em đang xem cái chân của nó này, mùi đục kịp chưa, mùi đục này. Cái này là mình khi mình phát hiện ra mùi đục thì mình đã chưa ở đây, nếu mà không là bị rớm đây nữa. Đấy. Khi nào mà con này nó sóng lông, mà con này mà bỏ cái tật xịt gáng ấy, bỏ cái tật xịt gáng thì em mình nghĩ con này hái đấy. Hái. Tại vì nó không kẻ môi nào hết. Những con chim mà nó chưa đi sẵn nha,
chưa cho đi sáng mà cho nó tiếp cận con mồi nào mà nó cứ lao lao liên tục có được là mình thích, nó gọi là nó farm á. Cho dù nó đang mắc cân nha, anh em hiểu con này đang mắc cân này, nhưng mà mình sẵn con cõi hoặc là sẵn con cò á, nó lao kịp đi, hoặc là nó đang đứng rồi mà có con quốc nó hoặc là con gì nó đi quá nó lao kịp đi. Con mãi của mình ấy là nó không lao, nó chỉ nhìn thôi, tại vì nó đang chế độ mắc á, nó không thèm ăn. Con này này đang chế độ mắc mà khiếp ấy. Khả năng là mình báo cáo bên em rồi thôi nha, là khả năng báo cáo bên em là con này sắp tới là tầm khoảng 1 đến 2 tháng nữa là xong lông, là mình sẽ bắt đầu mê nín và tập luyện ở con này. Hiện tại thì còn 4 cái lông đuối nữa và còn tầm khoảng 5 cái này nữa là xong. Đấy, ok nè, đấy mình cầm nó hồi là ok đấy. Hello anh em ơi, mình xem là cái ngày hôm nay mình ngày hôm qua mình xem video á, thì mình sao nào mình hôm qua mình xem lại á, thì thấy cái chuông này này là nó gọi là nó bay, nó cứ lệch sóng đi lệch sóng thế, thì mình thấy hình như là cái loa này nó đang cản trở việc bay của con chim ấy. Anh em có cảm giác thế thôi, tại vì là cái loa này cảm giác hơi to. Thì thế này, mình đang tính là mình lấy kéo này mình cắt cái loa này một xíu anh em ạ, tại vì cái loa của nó là nằm ở đây, thì cái nhựa này này là để chức năng là làm như một cái vòng loa anh em ạ, gọi như là cái phát thanh cái loa to hơn đấy. Thì mình sẽ thử anh em ạ, đây là cái tiếng cái loa này đó, mình đang tính là cắt ở đây anh em ạ, cắt ở đây xem thử nó cái loa không biết là cái chất lượng loa, cái tiếng nó có kêu như thế không, hay là nó nhỏ hơn, nhưng mà kiểu gì thì kiểu mình cũng phải cắt anh em ạ. Mình cắt cái vỏ này này ngắn xuống từng này, khoảng tròn từng này thôi, để cho cái loa này nó đỡ vướng hơn đấy. Thì mình sẽ tiến hành cắt này nhá, rồi mình test xem là cái loa nó có kéo được như thế không nhá. Đấy, mình đang tiến hành cắt nhá. Đó cắt nhá. Đó thử lại nhá, thử nhá, hồi hộp này. Cũng được anh em ạ, mình thấy lại vắng hơn đấy. Mình thấy lại vắng hơn đấy. Này anh em xem này, cái củ hẳn là như thế này này, nó thố quá anh em ạ, nó thố quá. Mình nghĩ là do cái này nó vướng con chim, làm cho con chim nó nàng á, thì đó là mình nghĩ thế anh em ạ. Không biết thế nào, cho mình thấy khi mình xem video á, con chim nó bay nó cứ lắc sang bên này, nó lắc sang bên này, cái chỗ này nó cứ lắc sang bên này, nó lắc sang bên này, mình cảm giác nó khó chịu lắm, cho nên là mình cắt xử lý này em nhé. Ok, mình sẽ đi sẵn xem thử nó thế nào nhé, nó có vướng hay là nó thế nào nhé. Ok, let's go, đi thôi. Hello em, là mình đây. Hôm nay mình sẽ cắt chim tiếp em nhé. Không hiểu vì sao mà trước khi đi sẵn hoặc là đi tập luyện mình luôn cắn chim. Chắc là mình muốn truyền tải một cái cho anh em hiểu là tất cả những cái trong lượng con chim á là bắt buộc mình phải nắm rõ. Đấy, mục đích của mình làm video là chỉ có vậy thôi. Cho nên anh em nhớ ha, trước khi đi đâu hoặc là cắn chim để xem cái thái độ của nó như thế nào nhá, để mình mà có biết cách mà điều chỉnh. Đấy, đây con. Hiện tại là 146 gram anh em ạ. Ngày hôm qua là mình cho ăn hơi nhiều, tại vì mình nghĩ là nó dư con chim, dư con mồi nó không được á, mình cho ăn nhiều một chỉ cho nó tăng thêm 1 gram. Bình thường đi sáng của mình là 145 gram, mà hiện tại là 146 gram đây anh em. Đó, 146 gram thấy không? Đó. Thì là 146 gram ấy, là cái trọng lượng mà
Theo mình nghĩ là nó sẽ khỏe hơn một xíu. Khi mình đăng cái video đó lên ấy, thì là hôm qua mình đăng video lên ấy, thì một số anh em có tư vấn cho mình bảo là ép trọng lượng xuống một tí nữa. Nhưng mà theo mình nghĩ thế này này, thà là nó không bắt, nó không bắt được, nhưng mà đấy nó bắt được rồi mà nó không giữ được, thì đấy là cái hiện tượng là lực có bậc chấn nó còn yếu, cho nên là mình phải tăng cái trọng lượng lên một tí để nó có sức hơn. Theo như mình là quan điểm của mình là mình như thế, thì mình đang test thử anh em nhá. Mình sẽ test thử là mình tăng trọng lượng lên một xíu thì xem thử nó có giữ được con mồi hay không, hay là nếu mà không tăng trọng lượng mà không được thì mình sẽ giảm trọng lượng anh em nhá. Còn hiện tại là mình sẽ đang tăng trọng lượng lên một xíu. Ok anh em, let's go. Đi thôi. Hello anh em nhá. Ngày hôm nay thì vẫn ra cái bài này em ơi. Cái bài này là cái bài mà mấy ngày nay là mình cài ở đấy, nhưng mà vẫn bắt vẫn chưa hết. Thứ nhất là do con sĩ này nó chụp được môi rồi, nhưng mà nó lại không giữ được môi, cho nên là đáng hôm nay là vẫn chuyển cái bài này nhá, xem thử cô con nào nó không nhá. Ok anh em, let's go nhá. Đi. Con xéo khả năng lắng bắt được anh em ạ. Khả năng lắng bắt được, khó lắm, tại vì nó rút vào bụi đó thì con chim nó mới đó không bắt được, đó bị ngay mà. Hey, về con à, về không bắt được, đến đấy nhỉ. Thấy con đi ngon rồi. Ừ, ướt thế. Hay ướt. Hay nào. Em này bẩn hết rồi, là bẩn này. Đa trời đi sáng mà gặp trường hợp này là về luôn chứ mình chi nữa. Đây. Chán đời ướt lông lên em ạ, chán đời thật. Ăn đi. À trời. Cái bài này là chưa hết môi đây đó. Mình đi là không có con nào nữa. À thật đấy. Trời ơi. Có cái quả gì ở đây mà cái rạc cái còn gì đâu. Anh em ơi. Đi bài khỏi cái bài nín gọi đây. À thật đấy. Anh em vẫn có bài nào thì mình tập qua tải nha anh em. Này, xuống đây. Cho nó bay, cho nó bay lấy gì bay lại cho nó khổ lỏng ấy. Này. Chưa bỏ môi mới, mà dơ găng là về. Đó. Thể dục đi. Đây nè. Đó. Thể dục đi. Đấy. Đi tiếp này. Cho nó thể dục ở đây nè bạn. Cho bữa nay chắc có là mỏm nè. Rồi bay lại người rồi đây.
Hôm nay chắc là mỏm rồi. Em ơi, mình sẽ cho nó thể dục em nè, cho nó ăn tầm khoảng 5 miếng thôi. Thôi thôi, mình chuyển bài em nhá, mình chuyển bài khác. Đúng đấy, cho nó vừa đi thể dục đó, bài lại đấy. Ây da, ây da. Này, gạch của anh em ạ, cho anh xả cho anh tập lực luôn. Đây mau, không quá là chỉ gần lên quá đấy. Bay mà ứng lên hồn, bay đạp vào cái gáng mà con này nào đây anh em ơi. Dư mình gặp một vấn đề anh em ạ, không hiểu sao mà con chim bữa nay nó như thế nào ấy, nó không hợp tác với mình lắm ạ. Anh em nhìn cái thái độ của nó nhá, nhìn này, không biết nó sợ bất kỳ một cái gì ở đằng sau mình ấy, mà nó lại không dám đạp gắn anh em ạ. Bữa như thế nào ấy, nào đấy đây, nó sợ, nó sợ điều gì nhỉ? Nào, nhìn nè, anh em nhìn nè. Đó, nó sợ điều gì vậy? Không hiểu. Hay là cái tật cực môi đó. Kiểu này là dở thôi anh em ạ, không hiểu. Này, mình sẽ giữ chặt cái mình thích nha, không cho nó cướp nha. Kiểu này nó tăng lương cáo à. Đây nè, chưa bao giờ mình thấy con chim của mình mà như thế này đâu. Mình thử ngồi xuống với nó nha nè. Nào, lên con. Ô nè, nó hiểu. Chết mẹ rồi. Kiểu này là cái lỗi sẽ cướp môi đấy em ạ. Kiểu này là mình sẽ cho nó nhìn đó. Chết chát rồi, kiểu này là sẽ cho nó nhìn đó. Nếu mà nó như thế này là nó quen đó. Như mà cứ xiết môi thì nó quen đó. Không được rồi, khả năng mình phải lấy con chim về đó. Ha, anh em nhìn nè, nhìn cái mặt nó nè, không biết nó sợ cái gì. Mặt mình có bị gì đâu mà sao nó sợ cái gì anh em nè. Nhìn nè, cái thái độ nè, lần đầu tiên thấy con chim lên thế này đấy em ạ. Đó, sợ mấy cái nè, sợ nè, sợ cái mù nè. À thật đó, anh em nhá, mình vứt mình thịt rồi anh em nhá. Này, nó hiểu, không hiểu lý do nhá. Ok anh em nhá, mình sẽ về anh em nhá, và mình sẽ không lôi nữa, và mình sẽ xem thái độ kiếm ngày hôm nay thế nào mà nó lại sờ mình nhỉ. Mình có làm gì đâu. Đó nè, đó nè, ảo thật đấy. Ok anh em ơi, về nhá, để cậu về cái đó. Con để xem ngày mai thái độ thế nào cái đó, cho con như thế này là không được rồi. Con này sợ đi, nó làm sao mà lôi được,
Má trong cái đó mấy cái làm gì đâu? À, sờ mình bấy. Đến nè, về nha. Ảo thật. Anh em ơi, nó hiểu con chim hôm nay nó thế nào ấy. Này, nó sờ mình đấy mà. Mà trong cái đó mình có làm gì đâu. Ảo thật đấy. Nó là nó sờ mình. Chim mà sờ chủ thì làm sao mà được. Chim mà sờ chủ thì làm sao mà chơi được. Ảo thật đấy. Em ơi, mình sẽ cho nó nghỉ một tí nhá. Rồi mình xem thái độ nó thế nào nhá. Nếu mà nó vẫn ổn, mình vẫn cho nó đi chán nhá. Mà không ổn, loài em ơi, nếu mà không ổn, mình sẽ cho nó nghỉ luôn. Ảo thật đấy.